Em cùng chị Hương Thí Liễu mến chào cô chú anh chị. Chào Chào cả cả nhà, nhà. ngày mới thay mặt ba chị em chúc cả nhà sức khỏe, vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Này đi về nhà chị. Hai ngón ha. À, về dưới hai ngón. Chị thấy cái dàn rau của mình chưa? Trời ơi, rau là nào vài bữa là đổ bánh xèo nè. Dạ. Rồi vài bữa đổ bánh xèo nè, rồi vịt nấu nấu chao vịt nấu nè. chao rau muống nè. Nè, quả bạc hà hà nó đó. Con chua Dạ, cái nè. dàn lưới em làm mà hồi chuyện qua nè ha. Đó, khi mà đậu nó lên đây cái trái nó sẽ lồng thòng lủng thỉnh ở đây nè. Vậy Cái này hả? em sẽ căng Xuống lên. đây hả? Ừ. Bây giờ chị với lại Thí Liễu đi hái bùa ngó đi, em làm công việc của em cho rồi. Đúng rồi, mày vô mày trồng cái gì đó mày trồng làm dạ. làm đi. Vậy chị với lại Thí Liễu đi hái bùa ngó nha. Đúng rồi, hái bùa ngót về về cái đồng mình lấy tép ra mình kho đảo. Bữa nay cô chú chị thấy hai chị em đẹp đẹp dữ chưa? Cô chú anh chị ơi, giờ hai chị em của em đã tới nơi để cắt ra bùa ngót. Nè kéo lại chưa? Đi vô ba cái có bọc. Thêm cái bọc. Nay được đổ trái bự 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 không là cô chú anh chị. Lắp đánh đây là đen con hả? Đó đó nó bay lắp đánh đây nó đó 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 cái kia hai con đó nó cái thương không đâu mà được hai con bướm bướm trắng nhẫn như nhẫn như vậy. Chị ơi là các đàn ngót này cô chú anh chị. Hai bướm bay thương. Đâu quá. Chắc bự cắt ngót mà có bướm bay dạo vòng vòng rồi đó. Tâm sự rồi nó cũng vui ha. Nè, cô chú anh chị. Ở bên đây quá trời bướm luôn. Nhiều quá trời luôn. Quá trời nha. Mày bay nhóc luôn. Chị Trân. Cái đâu rồi? Dưới này cắt qua bên đó, bên đó hết rồi. Rồi xuống đây. Quá trời ra mùa ngót luôn nè cô chú anh chị. Qua wow, trời bữa nay xuống úng tùm hết trơn luôn. Bắt cái ớt rồi, ngày cắt ớt trước không? Ý con bướm đẹp vậy. Nè ớt nè, ớt đẹp chết mẹ đó. Về mình ăn quá trời ớt. Ớt về bỏ mua lạnh đi. Mua hôm qua mua 5 ngàn. Cái gì vậy? Ở trong trong hộp mình còn. Còn qua mua ớt kia đặn trang trí đó. Ừ. Thì chứ ớt là ớt sợ mà xèo luôn. Vô. Chào cả nhà. Chào cả nhà yêu. Chào cả nhà yêu. Hai chị em đi hái rau về nấu canh. Cái tàu này ông bà cô chú anh chị. Tàu này đem hái về cá kho lạc là ngon hết sảy. Quá nấu chua chứ lộn. Quá trời ớt trái luôn nè cô chú anh chị. Nhóc luôn này chưa? Hái thêm đi. Quá trời luôn. Nhà của ba cha mẹ chồng em nè cô chú anh chị. Giờ là hiện giờ là anh thứ ba ở. Chắc anh đi công chuyện đâu rồi, không thấy ảnh nè. Quá trời ớt luôn. Rồi, có chín rồi. Tới hình chuyện rồi. Nhóc lùn lòn mà ăn nó kìa. Ừ, đúng rồi, chín mình không ăn nó cũng rụng hết trơn. Mình ăn gì cũng đâu có cắt ăn. Rau rác quá trời luôn, nhóc luôn không ai ăn. Ở đây là lọ này vô nhà đường của mẹ chồng. Còn bước qua bên đây là tới miếng đất của chị Hương hổm hổm nay kêu bán đó cô chú anh chị. Là nằm bên đó đó. Đi có con cầu qua bên kinh là qua bên ruộng. Đây xây lại đây là cũng vẫn có một con lậu luôn. Xeo luôn. Xeo luôn. Này anh ba mới lên á, mới ghi mấy cái nó mới lên nha cô chú anh chị. Mà nó non quá trời luôn. Trời nó tốt. Nhà rồi giờ cô chú anh chị ơi. Giờ chị Hương đi hái xả. Hái xả đây nè. Trời ơi, Bánh Mì à, đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, mấy bé yêu của chui. Dù mặt nào mặt nấy như chui chua lùi. Sao vậy con? À, đói bụng hả con? Quá trí rồi. Sao vậy đớm? Bữa nay bị cuột rồi hả con? Phá quá, lì quá.
Chị mưa chị gió lộ tới lộ lui vô nhà tôi banh nó chơi, bữa nay tôi cuột lại luôn. Ở đây con, ở đây cho con bú đi con, đừng có đi nữa nha. Cười cái mặt. Rồi, hai chị em đã tới căn trời rồi của chú anh chị. Giờ bắt đầu hai chị em chuẩn bị bài ra nặng nốt nốt rồi. Hai chị em nãy giờ đi nãy giờ thu hoạch được nhiêu rồi nè cô chú anh chị. Quá trời ra bùn ngót nó non luôn. Ở nhà còn được một trái mướp. Hái được mớ ớt nè cô chú anh chị. Rồi còn ở dưới đây là chị Hương đang vô cơm, vô gạo nấu cơm. Còn cái này là tép, rồi mình lột ra kho hả chứ? Ừ, rồi lột ra kho vậy, kho xả ớt. Xả ớt hay chung với mấy cái bóng này ha. Còn ha. Rồi với lại cái này là sạn. Rồi bắt đầu. Đủ ăn à? Gì đủ ăn? Bắt đầu giờ em lại em đặt rau thôi cô chú anh chị ơi. Cho chị Hương làm chuyện đó đi. Với người ta ra chơi sớm sớm, mẹ sinh nhật còn lâu lắm, quá tới tháng mấy nữa gặp sinh nhật sớm sớm rồi. Làm sinh nhật có ai tặng nhẫn không? Cái người bỏ ống tặng nhẫn rồi. Rồi hả? Rồi. Đã vậy? Người bỏ ống tặng nhẫn rồi, tới chừng mà sinh nhật còn thận thảo. Ủa, từ đây đó phải cẩn thận của lưỡng nha chị Hương. Ngót nó ngon gì đâu. Nghĩa lý gì đâu một buổi chiều. Tới đó được rồi chị Hương. Hình như khúc sau anh nghe đó. Hơi ấy. Cái này thì cái ấy mới được, anh hát tặng cái điện thoại mới được. Nội dẫn nó kêu tặng nó nói nè. Chà, bữa nay giống lửa cháy dữ, chà có lý rồi nghe liệu. Nay có lửa rồi đó. Nay có lửa rồi, phải. Bữa nhóm lâu cháy, bữa nay nhóm mau cháy rồi có lửa rồi. Thì cái kinh của nhà mình cá nhắc luôn á, để bữa nào tao mày văng lưới. Bắt nồi cơm lên. Xong nồi cơm bây giờ mình đi bằm xả lột tôm. Xuống nha, tự nhiên nha. Đợi cái dèo có đâu má ăn ha. Đóng rau. Đóng rau. Nhưng bà đi đóng tiêu rồi không thấy ổng nhà ta. Bữa nay dắt dọn nhà. Đúng rồi. Đằng chặt lên chưa đọc kinh nó đẳng quá. Chắc ông dọn qua cho nước đâu ngày qua. Lột ra kho sả ớt. Thì em với lại chị làm cái anh đại xíu với anh Ti chặt mấy cái tre lên làm cái lú rồi. Có đi. Cái để dở mình có cá để ăn chưa? Cái đặt làm lúa nặng mình đặt gió trước rồi phải không? Đúng rồi. Rồi ok đi hai người ta làm cho chị coi. Chị chặt đi chặt về ấy. Chặt cái giờ chiều tao đi giác hả? Không mình nên em trả được mà. Tại tôi nói gian sai chị đổi bản tính khó về. Là sao chị? Có sai gì không? Có, bằng tao đó. Rồi, giờ em lặt rau xong rồi, giấc này. Con nào cơm hay là cơm sao rồi? Đi xuống đây sẵn thụ chị Hương lột tôm luôn. Nghĩa qua nồi cơm cái. Đun lửa nồi cơm cái. Bỏ cái đầu hết đi. Đâu luôn ha. Bỏ ra hết đi, bỏ mẹ hết đầu bỏ đi. Cái này em bắt nước lên nấu canh cho cô chú anh chị. Lửa bắt canh hả Liệu? Ờ, nhúng lửa bắt canh lên. Họ chỉ sẵn rửa rau ngót cho em luôn. Họ chỉ sẵn rửa đó, chị rửa rau ngót cho em luôn. Cơm chín rồi đấy chưa? Ừ. Chín cơm hả? Chín rồi. Rửa rau. Vậy em bắt là nước lên cũng gần sôi rồi. Rửa rau là phải có cái kia cháy tép. Phải sợ sợ ngon. Nó cá là tép, cho tép lột rồi đó. Chén nấu canh bên đây kho chả cho với lại. Đây, đây một cái mớp nữa đây. Em mót cái lửa luôn. Wow, trời hấp dẫn rồi cô chú anh chị ơi. Cái này là nấu canh. Còn xả là mình hồi thôi chung với cá này. Cá với tôm. Còn đó. Tôm này cũng kho xả luôn. Đó, tôm này cũng kho xả chung luôn. Quá chỉ đẹp thấy Hương nha. Mấy đứa nhỏ cho mấy đứa nhỏ nó ăn tôm lên. Cho nó mấy nhỏ nó ăn tôm còn mình ăn đó. Cá. Dạ, mình nấu canh. Giá này mình bưng vô chuẩn bị chế biến thôi. Cái này xế cơm vô này.
bên đây cũng chuẩn bị sôi luôn. Bỏ vô dừa vô cho nó có lửa than. Lửa than nó mới ngon. Có trong đó mấy miếng vô dừa kỹ rồi, ý là nồi canh canh rồi có lửa than rồi có cá. Bây giờ chị Hương ướp cá của chú anh chị ơi. Một mắm. Muối. Xíu muối. Xíu ớt bột. Kho xong rồi, kho xong rồi bỏ vô nữa. Mình có nước mèo này, kho xả ớt bữa, kho xả cá, kho xả ớt, bỏ tôm, kho xả ớt tôm thì chứ xào xả ớt ngon lắm. Mình trộn lên cho nó nghỉ chút hết chưa, cho nó thấm nè chút con niêm tép để mà nấu canh của chú anh chị. Bỏ vô con mắm vô. Nước cũng chuẩn bị sôi luôn chưa đó, sôi cháy tiêu tiêu vô nguyên một hộp à. Được chút đường để chết này riêng ta rồi xong bắt đầu chị Hương cháy tỏi mỡ đặng cháy tép đặng đổ vô nồi canh buồn ngót của chú anh chị mở giờ. Tép nó ngọt, nước nó canh nó cũng ngọt, nó mình ngót mình giờ thì giờ xí xí xé lại ha, ngọt nữa. Ngọt rồi cho nó sôi lên cái nó chín mốt một chút đi, ha, bỏ ngọt rồi ngọt bỏ vô nhấc xuống, bỏ ngọt vô nha, nhấc bọt xong sạch sẽ bỏ ngọt vô, đậm. Cho nó sôi đỏ đùng lên để thôi bỏ ngọt vô, nhấc xuống, ngọt quá hành vô. Nấu canh có mót là nó ngọt, ngọt quá trời luôn. Xuống cho một dừa một món hôm nay không hái gì hết. Bỏ gì dung như vậy luôn hết chưa nha. Quá trời luôn, từ trước tới mà sao. Đi là cắt mấy lần nữa, cắt hết vườn cái nữa là 8 ngày rồi. Cái vườn bánh dưới theo mà ăn, ngót mà ăn cả tầng lễ chắc được hết chưa. Bữa nay nấu mời nấu, buổi chiều nấu mốt nọ nấu rồi. Tặng lễ luôn á. Quá sức. Giống dạ. Em đúng rồi, mấy cái tre cho chị ơi, hồi đó gì chị chở thì em vác cho chứ mà anh em làm không được chưa? Chút tao đi chở, tao chở mày mày vác. Dạ. Đúng được 4 cây cô chú anh chị ơi. 4 cây được. 4 cây đủ. Tranh thủ 4 cây đủ làm lú được rồi. Dở quá. Từ giờ biết bao lâu đi, từ giờ buổi trời nhà người ta làm quan tháng 9 rồi, 4 cây à. Người ta đi công chuyện tùm lum hết trơn, nhà làm được có 4 cây cũng lên tiếng. Vậy mà nãy em nghe thoáng em tưởng là 40 cây. Phải có 40 cây, cho 40 cây cũng đốn hết nữa. Ảnh cho có bò thì cho mấy cây già già đốn thôi. Cái bụi đó cũng non. Nó đó anh cho nhiều chứ ảnh nói đốn nhiều đốn mà tại nó non quá không đốn. Tại anh không được xiên phải không? Không xiên lắm chứ. Xuyên mà được có 4 cây hả? Phải non. Kho cá chị? Kho cá.
canh nấu rồi. Canh nấu chín rồi. Sao chị ơi? Giờ tao khùng hết sức khủng, giờ tao khùng luôn không trời. Có vụ đó sao? Có cho mày. Có khi nào khùng luôn không ạ? Khùng đâu khùng, đẹp vậy khùng gì? Ốp rồi. Rồi, cái món này là món cá kho sả. Cá kho sả với tép. Tép nữa tại vì mình còn được tép tép kho chung này. Đây nó cho gì nó hay, hai ba là quẩn mất không. Cho vô chung này cho gì quý năng thơm. Cho nên cá cá chạy con dừa luôn. Ngon à. Cho con dừa nè. Con tèo nè. Nó cho nó cứng nè. Con cá. Không phải, cái này bóng bóng mẹ mà bóng tác này. Bóng chạy điện hả? Ừ, bóng trứng gì á, không phải bóng đá. Đẹp mà khùng. Tại chị nói thôi chứ em không có nói gì chị. Em không có nói gì chị á cho nghe cô chú anh chị. Con chưa không có nói gì trơn, nó mới thì nó mình khùng đã đời vậy, nó không nói gì trơn. Để em đi xuống dưới ruộng em dở cái lờ đó thử coi có. Không gài mấy bữa rồi. Cái lờ. Bữa hổm là cái dính gắn rồi mặn gửi cho ông anh rồi. Em có đặt một cái ở trên đây nè cô chú anh chị. Tại vì ở ngoài kinh đó thì người ta chưa có đóng cống, bây thành thử ra là đặt không được. Khi nào đóng cống đặt mới được, còn này em đặt thử trên ruộng rồi có không. Tối em ngủ nghe cá lóc tắt bập bập vậy. Thì có. Có là nó quậy rồi. Trời ơi có mấy con cá sặc. Ốc không? Hai con cá sặc, con cá rô. Em sẽ đặt ở đây luôn. Đặt cái hai bữa sau thử có. Cái gì bỏ thêm. Có gì đặt đây cái bỏ thêm chai vô cho nó nổi. Gồng chuột nó vô cắn hư lờ mình thôi. Mà lờ này nó cũng mục rồi. Ồ, xong rồi đã. Chỉ đắp lên. Chỉ đắp lên cho nó dạng vô. Giờ còn phần tép nó xong hả chị? Ừ, cá nè. Thấy cái này đói bụng liền luôn. Hấp dẫn quá vậy. Cá kho sả. Lấm. Lấm. Giờ mình dọn lên thôi, múc canh xong rồi múc tép cá ra. Không thích luôn. Vậy mùi tiêu liền. Bát nhé. Đây. Quá hấp dẫn luôn. Chưa. Cô chú anh chị và bạn ơi, món cá kho sả như là món tép kho sả, món canh bù ngót chị Hương đã làm chín rồi. Em cùng chị Hương Thí Liễu mời tất cả cô chú chị ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời chị Hương ăn cơm. Chị phải ăn cái gì chị? Bóng cả dừa. Bóng dừa. Cành. Có dừa. Bóng dừa cho chị đó. Ngon nha. Bóng chiên cành nóng hổi ngon. Cá này. Ngon vô mà.
Chí Điểu thì thích ăn món băng băng. Ăn canh này. Nó cái muỗng ăn vậy. Hả? Đúng rồi. Cảm ơn. Nóng. Chí Điểu ăn cá kèo nóng hả? Nóng, nóng mới đã. Thôi để đi. Cá kèo ngon. Nóng mới đã. Gặp người ta, ta nói thôi cái thôi liền nha mày. Lắm. Ông lẽ người đó nói gì tên. Gấp cá người ta nói thôi mày không ăn cái nó để cho lại. Nản hắn thiệt. Không thì. Lẽ người ta nói đưa ra em ăn. Chú mày thì không ra lăng người ta biết nào vậy. Mày ở giá chắc. Thì ta nắm kia thôi rồi. Gấp cá là tin trò ta nói thôi à. Để lại liền ăn. Không ép đi không? Em vui hả Liễu? Thấy em vui ha. Đi ha. Sáng không? Dạ khách luôn chị. Ngon. Chiếm làm lại đường với mấy mày được. Cho ngon cái miệng đây. Cá kèo đó là tới chắc là xong. Chắc là ngon. Mẹ tụi tôi mặn mặn, nó không có mặn. Cá hả? Ừ, vừa ăn ngon. Vừa ăn ngon. Mặn với cơm với canh mới đã. Đáp mày mấy mụn mút luôn. Đúng rồi. Mặn á. Sếp coi mặn cái. À. Mình lấy lâu mặn lắm. Vừa ăn quá chị ơi. Chị kho mặn mặn ngọt ngọt vậy dễ ăn chị. Bữa nay Thí Liễu về tại nhất rồi. Đói quá đói. Trê mớp này chắc của Bồ Hiền cho đúng không chị? Bồ Hiền hay là Hồng gì đây? Cái mớp này của ai? Đó đó. Của Bồ Hiền hả? Nó đó. Nói hai người cái nó không biết ai luôn. Đúng rồi. Bữa ăn anh bị uống hay sao? Cá kèo chưa? Chỉ để ăn miếng này rồi. Rồi. Em ăn luôn cho. Em là bỏ vậy. Bữa nay tôi thấy mày hẳn. Từ sáng giờ mày thấy phụ hai tao làm. Mày đốn bộ được cái bốn cây ra mày giờ còn làm cái giọng này nó nóng nữa. Đền trên đây cặp trứng. Có rồi. Tính trượt lỗi. Tao nóng mày thằng này dữ lắm luôn á, không có nóng gì vừa luôn. Không cũng hay. Hay là có sự tính toán trước nè. Đúng rồi. Nó đấu vụ mà gấp cho người ta rớt tôi chém mình luôn. Bên cho em đã. Nha cơm rồi. Không làm vụ này được hả chị? Từ đó giờ chị đâu gặp tình trạng mà gấp cho người ta. Dạ, cái gấp cho người ta nó không ăn cái bỏ cho lỡ chén liền. Trong cái gấp cho người ta nó chưa chén mình. Vụ này bữa nay thấy sai gì nhiều lắm. Hôm nay em chụp hỏi lấy cho chị một cá thiệt ngon luôn nè. Ừ. Nghe mà chị. Rồi, mới ăn ngon quá. Mới ăn được hai chén. Mà chị làm đồ ăn ngon quá bà chị. Nhiều lắm. Rất ăn chút. Được chưa? Được rồi. Chú lạnh thở nhiều không rồi. Mình không mệt mà nghe con đốm thở mình mệt luôn. Đang ngồi ăn mà nghe con đốm thở thì cũng mệt lắm, làm mệt chứ nói vậy.
Sáng ngày hết tô sữa rồi, này còn nằm thở hào hỏi nào hỏi như bà. Sao mà thấy cá ngon quá trời đó. Canh này nãy ngon. Nãy hồi nãy canh này như không có niêm dữ ghê. Không có niêm lại. Như là như là bét mà thôi. Ờ đúng rồi. Thấy tép được đập tham luôn đó không? Chúng ta đi làm cho nó hết cay, hết ngon nữa. Sao giống em vậy? Ừ. Nhà nguyên cá luôn. Nó lưỡng làm quá ăn. Làm quá đỡ nó hết. Gá lùi vô có hai chả. Cái này mỗi rau luộc chấm cũng ngon lắm khách. Cá kho nè, tép nè. Đúng rồi chị. Rau luộc. Ăn cái tới 1 triệu luôn. Mai mua mua chao về luộc chấm bảo bắp ăn xong không được. Mai mua cho em miếng dưa mắm đi. Cá là cá của anh Việt cho của chú Việt. Cảm ơn anh Việt nha anh Việt ơi. Sáng anh Việt đừng kêu hỏi sao ăn không kêu nghe. Sáng anh Việt gọi thấy cá nâu nè, cá đối nè, cá ống cát nè, cá ngát nè, tôm nè, chừa sẵn hết trơn rồi chị. Ừ. Thấy công chuyện nữa hả? Thấy công chuyện nè, tranh thủ ăn tủ chứ hết chị Hương ơi. Để là không có chỗ để, cũng không có chỗ để, mình phải ăn cho hết đừng mới mốt mình được cổ được nhiều, mình để được nhiều. Chỉ có tính toán là ta làm xong mình bán hết rồi ngồi đây tính dưới là đi bán lấy tiền bỏ túi rồi. Biết bao nhiêu khi tính bán tự nhiên coi cái clip này thấy nghe mà tính toán vậy nghĩ bán sao để sao bán giờ muộn hả, nếu mà bán thì mất mặt ghê mất quá, còn có hai bữa thôi mà sáng giờ bán rồi có hai bữa thôi mà. Bữa nay nó canh lợt thì không có điều đôi xe mất cổ. Ấm lòng chiến sĩ mắt đó không ngọt được mắt ớt ngon. Bữa nay nó canh quên đi, không có nêm canh luôn. Nó ngọt từ cát đi, từ đậu mắm rồi thôi lắm. Nó bùn ngót, chị mà dứa rồi. Canh này như chị chưa nêm. Lục ngay à? Nêm rồi, nêm rồi với tép rồi, nhưng mà quên nêm lại, tới. Quên nêm lại. Chắc bỏ ra bỏ đồ vô quên thêm lại. Chắc đó chứ sao chị chưa quên em không? Chắc nãy anh Việt em điện thấy gì tôm cua cá đối còn mập mập bự bự không? Phải lo nhớ vụ đó không? Quên luôn vụ niêm một canh trời. Tại em đi bán hết rồi đó ngồi tính. Ăn mà ngon. Hấp chén đi. Cái này tính ra cũng bữa cơm không đồng luôn. Hấp chén đi hết. Hấp chén đi. Chị làm thiệt á, chị sao làm vậy à? Hấp chén nó đạp đấy không đạp. Dằn nó xuống ruộng á. Ngọt gấp máy nó nói.
Anh chưa biết mình mày nói gì đâu. Chưa biết mình mày vụ gì. Không mà thiệt, anh bữa nay lạc thiệt chứ. Hãy ngồi chút nữa, 5 phút nữa hai thằng đánh thằng. Em bị ăn hiếp quá cô chú chị ơi. Em nói chơi thôi. Cô chú chị và bạn ơi, bữa cơm của em cùng với lại Thí Liệu chị Hương cũng xin khép lại tại đây. Một lần nữa em xin thay mặt ba chị em cảm ơn toàn thể cô chú chị rất là nhiều. Thay mặt ba chị em mến chúc toàn thể cô chú chị và bạn sức khỏe và bình an. Và em cũng đại diện ba chị em hẹn gặp lại tất cả cô chú chị và bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà ngày mai gặp lại ăn sủi mới.